Xin được kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận, cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác như giá mít hay là giá nhãn hàng ngày trên kênh. Quý bà con, quý quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách với giá qua trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá hôm nay, sáng hôm nay cũng chưa có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Trong một hai ngày trở lại đây thì giá thanh long đang có chiều hướng đang đi ngang, thì tạm thời mình xin cập nhật tình hình giá vào buổi sáng. Nếu giá buổi chiều có thay đổi thì mình sẽ làm thêm. Tình giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây mình hiện nay thì lợi 1 dao động từ 18 đến 20, lợi 2 dao động từ 14 đến 15 ngàn, lợi 3 dao động từ 12 ngàn đến 13 ngàn. Hàng giá của thanh long ruột đỏ hiện nay ở khu vực miền Tây thì đang trong từ 3 đến 4 ngàn, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng bữa, tùy theo từng thương lái. Đây là giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nhé quý bà con, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng bữa, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 14 đến 16 ngàn, hàng sàn dao động từ 10 ngàn đến 12 ngàn, còn hàng giá của thanh long ruột trắng hiện nay dao động từ 2 ngàn đến 3 ngàn, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 13 ngàn, 14 ngàn, 15 ngàn, bò sàn thì 11 ngàn, 12 ngàn, 13 ngàn. Hàng giá của thanh long ruột trắng hiện nay thì dao động từ 2 đến 3 ngàn, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay, thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 13 đến 15 ngàn, loại 2 dao động từ 9 đến 10 ngàn, còn loại 3 dao động từ 7 đến 8 ngàn. Hàng giá của thanh long ruột đỏ hiện nay thì đang ở trong từ 3 ngàn đến 4 ngàn, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, may mắn và thành công. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip tiếp theo.